sắp xét xử 4 vụ án trọng điểm, có 2 vụ liên quan Việt Á. Ban nội chính Trung ương nói gì về việc bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng? 17 học sinh nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc trà sữa. Chân dung hai đối tượng cướp ngân hàng đâm bảo vệ tử vong tại Đà Nẵng. Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời không làm thay đổi sứ mệnh lớn hơn của Israel. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp buổi sáng của báo Người Lao Động. Thông tin vừa rồi là những sự kiện đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ban chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo. Tại cuộc họp báo công bố nội dung cuộc họp của thường trực Ban chỉ đạo, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cho biết về nhiệm vụ thời gian tới, thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung xử lý dứt điểm những việc đang dở dang, những khâu còn yếu, những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Nhất là tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Công ty Việt Á, Công ty AIC, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát. Phấn đấu từ nay đến hết năm 2023, kết thúc xác minh, xử lý 10 vụ việc, ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án, xét xử sơ thẩm 7 vụ án, xét xử phúc thẩm 3 vụ án. Nhất là phấn đấu ban hành cáo trạng truy tố đối với 2 vụ án. Thứ nhất là vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Thứ hai là vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Ban Nội chính Trung ương mới đây đã thông báo kết quả cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực Ban chỉ đạo. Tại cuộc họp, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan tới việc vừa qua Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết vụ án liên quan tới ông Lưu Bình Nhưỡng đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình trực tiếp thụ lý, giải quyết. Vụ án này chưa thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo. Các cơ quan chức năng đang thực hiện đúng quy định của pháp luật, theo đúng thẩm quyền. Ông Nguyễn Văn Yên nói, ông Lưu Bình Nhưỡng là một người có nhiều ý kiến ở các diễn đàn. Những đóng góp tốt của ông Lưu Bình Nhưỡng chúng ta ghi nhận, nhưng những vi phạm của ông Lưu Bình Nhưỡng cũng phải xử lý. Theo ông Nguyễn Văn Yên, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì phải có căn cứ và pháp luật quy định rất chặt chẽ, nhất là pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang cấp cứu cho 17 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm. Trước đó, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh tiếp nhận 17 em học sinh với biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Các em học sinh thuộc lớp 5B, trường tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo lời cô giáo chủ nhiệm lớp, người đưa các em vào bệnh viện, khả năng gây ngộ độc là món trà sữa được bán cạnh trường học. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thông tin, hiện tập thể các bác sĩ tại khoa cấp cứu của bệnh viện đang làm việc hết công suất để thăm khám và điều trị cho các em học sinh. Công an thành phố Đà Nẵng công bố danh tính 2 nghi phạm cướp ngân hàng, đâm chết một nhân viên bảo vệ tại chi nhánh ngân hàng BIDV Ngũ Hành Sơn, số 169 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Theo đó, nghi phạm gồm Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1988, thường trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam, và Trần Văn Trí, sinh năm 2001, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Hai đối tượng này đã dùng súng đe dọa ngân hàng để cướp tiền. Khi nghe còi báo động thì bỏ chạy. Ngay sau khi thực hiện vụ cướp, Cường và Trí lên xe máy phóng nhanh chạy, nhưng va chạm với xe máy của người đi đường. Người dân cùng lực lượng công an bắt giữ được hai nghi phạm. Quá trình giằng co, hai tên cướp tấn công nhân viên bảo vệ chi nhánh ngân hàng là ông Trần Minh Thành, sinh năm 1973, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đại diện công ty cho biết, ông Thành đã tử vong sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến giao thông trên đường N5 bị ùn tắc. Trước đó, tại đường N5 đoạn qua xã Nghi Kiều đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô, trong đó có 2 xe tải và 1 xe ô tô con. Hậu quả, xe tải nhỏ bị dập nát, xe tải lớn lao xuống ruộng, lái xe bị thương nặng. Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem. Vừa qua, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đầu tư xây dựng sân bay Biên Hòa. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện thủ tục đầu tư sân bay Biên Hòa. Yêu cầu đặt ra là đảm bảo đầu tư có hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ, bao gồm thủ tục giao đất quốc phòng, điều chỉnh cấp quy hoạch, đề xuất các phương án giao thông kết nối và các khu phụ trợ, cập nhật và quy định tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến 2050 và các thủ tục khác để đầu tư xây dựng sân bay Biên Hòa. Đồng thời, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai các nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư sân bay Biên Hòa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Bà Nguyễn Thị Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai làm trưởng ban. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xét xử và tuyên phạt Phạm Đình Huy, 25 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, từ tháng 4 năm 2023, Phạm Đình Huy liên hệ nhận bán ma túy cho một đối tượng tên Hoàng, không rõ lai lịch, để lấy tiền công. Phạm Đình Huy khai mỗi đợt giao nhận xong ma túy sẽ được Hoàng trả công 50 triệu đồng. Một lần khác vào tháng 4 năm 2023, Huy cũng bán hộ ma túy và được Hoàng trả 50 triệu đồng. Theo thống kê của cơ quan công an, số ma túy các loại thu giữ khi bắt quả tang và khám xét nơi ở của Huy là gần 2 kg. Huy có một tiền án 1 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe người khác. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận và các lực lượng liên quan đang triển khai các biện pháp tìm kiếm người dân mất tích trong vụ tàu hàng đâm chìm tàu cá xảy ra tại vùng biển thị xã La Ghi. Trước đó, tàu cá BTH 98866TX, hành nghề lồng bẫy do Nguyễn Văn Khương, sinh năm 1995, trú phường Phước Lộc, thị xã La Ghi, Bình Thuận, làm thuyền trưởng, đi khai thác gần khu vực biển La Ghi. Khi đang neo đậu tại khu vực cách cửa biển La Ghi theo hướng Tây Nam khoảng 14 hải lý, thì tàu bị một tàu vận tải chưa xác định số liệu di chuyển từ Bình Thuận về hướng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đâm phải. Thời điểm tàu cá BTH 98866TX bị đâm, đang có 3 lao động. Một lao động đã chuyển sang một tàu cá khác sau khi xuất bến. Hậu quả khiến tàu cá BTH 98866TX chìm tại chỗ. Hai người bơi đến tàu cá hoạt động gần đó và được cứu vớt an toàn. Còn anh Nguyễn Văn Tròn, sinh năm 1994, trú phường Phước Lộc, thị xã La Kỳ, bị mất tích. Thông tin từ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi phối hợp với đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, chặn kiểm tra đoàn rước dâu bằng xe đầu kéo chạy phô trương trên quốc lộ 8A. Trong sáng cùng ngày, đơn vị đã đưa giấy tờ tất cả các lái xe về huyện để tiếp tục xử lý. Trước đó, người dân trên địa bàn huyện Hương Sơn bất ngờ khi phát hiện một đoàn rước dâu bằng 50 xe đầu kéo. Đoàn rước đi từ nhà gái ở xã Sơn Trung về nhà trai ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn. Khi đi đến địa phận thị trấn Phố Châu, do đường hẹp, đoàn xe này đã bấm còi inh ỏi, khiến người dân bức xúc. Lúc di chuyển tới cầu Hà Tân, đoàn rước dâu này đã bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Sau khi tạm giữ giấy tờ của các lái xe, đoàn rước dâu được di chuyển tiếp để không ảnh hưởng đến ngày vui của cô dâu chú rể. Tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin chia sẻ trên mạng xã hội Facebook về một cô gái trẻ lây nhiễm HIV cho nhiều người. Trước đó, trên hội nhóm Facebook ở Thanh Hóa chia sẻ chóng mặt thông tin một cô gái trẻ sống tại một xã trong khu du lịch Bù Luông, huyện Bá Thước có lây nhiễm HIV cho hơn 40 người đàn ông. Sau khi thông tin được đăng tải đã có hàng trăm lượt chia sẻ, hàng trăm bình luận. Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Sơn, huyện Bá Thước cho biết địa phương đã nắm được thông tin cho rằng một cô gái trẻ người địa phương lây nhiễm HIV cho nhiều người. Tuy nhiên, theo ông Công, đây là thông tin thất thiệt vì hiện nay chưa có cơ quan y tế nào thông báo về việc này. Nói tiếp bản tin sáng nay trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Vừa qua, Israel và Hamas cho biết họ đã đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong vòng 4 ngày. Thỏa thuận sẽ đình chỉ cuộc xung đột kéo dài 46 ngày để tạo điều kiện thả 50 phụ nữ và trẻ em bị Hamas bắt giữ. Đổi lại, Israel sẽ thả một nhóm tù nhân Palestine gồm 150 người.
Sau 4 ngày đầu tiên trong thỏa thuận, cứ thêm 10 con tin được thả thì lệnh ngừng bắn được gia hạn thêm 1 ngày. Thủ tướng Israel cho biết sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giúp cải thiện thỏa thuận, bao gồm trả tự do nhiều con tin hơn và ít nhượng bộ hơn. Tuy nhiên, ông Netanyahu nhấn mạnh sứ mệnh lớn hơn của Israel không thay đổi. Ông Netanyahu tuyên bố Israel đang trong tình trạng xung đột và sẽ tiếp tục cho tới khi đạt được mọi mục tiêu, đó là tiêu diệt Hamas, giải thoát tất cả con tin và đảm bảo rằng không ai ở Gaza có thể đe dọa Israel. Ngay sau khi Hamas bắt giữ con tin trong cuộc tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7 tháng 10, chính phủ Qatar đã liên hệ với Nhà Trắng đề nghị thành lập một nhóm cố vấn. Theo Reuters, nỗ lực do Qatar làm trung gian bắt đầu chỉ vài ngày sau khi các con tin bị bắt giữ. Nỗ lực bí mật bao gồm sự tham gia ngoại giao cá nhân tích cực của Tổng thống Mỹ Joe Biden với tiểu vương Qatar và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ngoài ra, còn có nhiều giờ đàm phán của các quan chức Mỹ như Ngoại trưởng Antony Blinken, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Bill Burns, Cố vấn An ninh Quốc gia Seth Sullivan và cấp phó John Finner, đặc phái viên về Trung Đông Brett Merzegut. Hai quan chức tham gia nỗ lực này đã cung cấp nhiều thông tin chi tiết cho Reuters về những nỗ lực dẫn đến một thỏa thuận, trong đó 50 con tin sẽ được trả tự do để đổi lấy 150 tù nhân Palestine trong thời gian 4 ngày ngừng bắn. Ông Sullivan đã chỉ đạo ông Merzegut và một quan chức khác của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông George Genzer, thành lập nhóm. Việc này được thực hiện mà không thông báo cho các cơ quan liên quan khác của Mỹ vì Qatar và Israel yêu cầu cực kỳ bí mật, chỉ có một số người được biết. Hãng thông tấn AIA vừa qua dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM ZAS tại căn cứ Kozhek ở vùng Kaluga, phía tây nam của Moscow. Nga mô tả tên lửa ZAS được phát triển vào những năm 2000 là một trong những vũ khí tiên tiến có khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa được Mỹ và các đồng minh sử dụng. AIA cho biết thêm, Trung đoàn Kolek, nơi ICBM ZAS được đưa vào hầm phóng, là đơn vị đầu tiên trong lực lượng tên lửa chiến lược Nga bắt đầu nâng cấp ICBM ZAS phóng từ hầm chứa. Tên lửa ZAS ban đầu được triển khai tại các trung đoàn khác dưới dạng phiên bản di động. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt mục tiêu chế tạo hệ thống tên lửa ZAS thay thế cho hệ thống Topol, trở thành một phần trong nhóm vũ khí bất khả chiến bại và là trụ cột trong kho vũ khí hạt nhân của Nga. Hiện có rất ít thông tin xác thực liên quan đến đặc tính kỹ thuật và chiến thuật của tên lửa ZAS. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp buổi sáng của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để có thể cập nhật với những thông tin mới nhất về các sự kiện trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!